Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 13 tháng 10, tang lễ của ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang. Là tri kỷ gắn bó cùng Phi Nhung suốt 20 năm, Mạnh Quỳnh đã có giây phút xúc động kể về những kỷ niệm, bộc bạch nhiều điều muốn nói cùng cố ca sĩ. Mạnh Quỳnh đến từ rất sớm để viếng Phi Nhung. Hai mảnh ghép giờ chỉ còn một. Người tình sân khấu của giọng ca Căn Nhà Màu Tím đã sáng tác một bài nhạc trong lúc ngồi trên chuyến bay để hát đưa tiễn Phi Nhung. Anh bộc bạch, Mạnh Quỳnh viết nhanh lắm cho nên lời thì có thể chưa thuộc nhiều lắm. Bài hát này nói về cuộc đời ca sĩ Phi Nhung bao nỗi thăng trầm, phận gái truân chuyên, sống vì mọi người, quên cả hạnh phúc của mình. Bài hát có tựa đề Tiễn Em Cuối Đường. Cũng tại buổi lễ, nam ca sĩ nghẹn ngào. Thật ra đến bây giờ Mạnh Quỳnh không ngờ rằng đứng đây tưởng niệm một người mà đối với cuộc đời Quỳnh vô cùng lớn lao. Tất cả những người yêu nhạc, yêu mến Phi Nhung và ngay cả Mạnh Quỳnh đều phải thừa nhận một điều, Phi Nhung là người rất chuẩn mực, làm việc bền bỉ và hăng say. Quỳnh và Nhung đã đi hát trên sân khấu đã lâu, nhưng ngoài đời thì mỗi người đều sống mỗi nơi khác nhau nên không gặp nhau nhiều. Nhưng hai người nhắn tin rất nhiều, nhất là lúc Nhung gặp stress. Đối với Quỳnh, ai nói gì nói, nhưng Quỳnh biết trời sinh ra Phi Nhung không phải cho gia đình mà là cho công chúng. Phi Nhung sống vì mọi người, hy sinh gia đình và hạnh phúc dành cho tất cả mọi người. Mọi người có thể thấy trên tay Phi Nhung không bao giờ đeo những hột xoàng, dây chuyền hay hàng hiệu. Nếu những ai nói hay suy nghĩ Phi Nhung làm điều gì đó trục lợi cho bản thân, thì hãy vào chùa hay nhà thờ để sám hối, Quỳnh từng nói. Sinh bà ra là cha mẹ của bà, nhưng người hiểu bà chỉ có mình tôi thôi. Chỉ cần cái ánh mắt hay cử chỉ thôi là biết Nhung muốn gì rồi. Nhung năm nay chỉ mới 51 tuổi, bao nhiêu hoài bão Nhung nói với Quỳnh, nhưng Nhung chưa làm được. Với bản thân Mạnh Quỳnh, sự ra đi của Phi Nhung không phải ra đi vì Covid-19, mà ra đi vì lòng người. Phi Nhung tâm sự với Quỳnh rất nhiều về những cái lầm xùm ở Việt Nam. Quỳnh an ủi và hỏi Nhung có cần Quỳnh lên tiếng không, thì Nhung mới nói, ông ơi, thôi, bao năm nay ông là người tốt rồi. Bây giờ cho dù ông có ra nói tốt cách mấy thì người ta cũng bẻ thành xấu được. Bản thân tôi đã nằm trên cái chảo dầu rồi, nên người ta muốn chiên, xào, nấu gì thì người ta làm. Còn ông thì hãy giữ hạnh phúc gia đình của ông đi. Nhung che chở Quỳnh đến vậy. Những ngày qua Quỳnh khóc rất nhiều, chú Quỳnh chia buồn với gia đình quen đi. Chú vô dụng vì đã không che chở, bao bọc cho mẹ con. Chú Quỳnh nói mẹ về đi, mình làm từ thiện nhiều năm rồi, mình cay ngay không sợ chết đứng. Tại sao vì lý do gì mà phải ở lại? Còn nhiều tin nhắn với Nhung, Nhung nói test 2 lần rồi, Nhung sẽ về hát sau chung với Quỳnh. Quỳnh dự định chia tay sân khấu nhưng Nhung kêu, Quỳnh hứa với Nhung phải hát đến già, đến khi nào không nổi nữa. Quý vị có thể thấy tấm lòng của Phi Nhung như thế nào? Phi Nhung có thể có hạnh phúc gia đình rất tuyệt vời nếu Phi Nhung muốn, nhưng Nhung đã chọn những người ở bên ngoài. Có những người nói, Nhung bỏ quen đi mà đi nuôi người khác. Sai lầm, đừng suy nghĩ điều đó. Quý vị dám làm điều đó không? Chỉ có Phi Nhung thôi. Mạnh Quỳnh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thôi. Quỳnh xin nén lại nơi đây và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Phi Nhung cùng về cõi vĩnh hằng. Có mặt tại tang lễ nghệ sĩ Phi Nhung ở Mỹ rạng sáng ngày 13 tháng 10 giờ Việt Nam, bạn bè và đồng nghiệp cố ca sĩ không giấu được sự thương cảm. Minh Tuyết nhớ lại 25 năm trước khi qua Mỹ, người ca sĩ hải ngoại đầu tiên chị gặp mặt là Phi Nhung. Em gái Cẩm Ly tâm sự, Nhung là một người rất vô tư và thích giúp đỡ mọi người. Lúc đó có một cậu bầu rô gọi vào thì Nhung nói chuyện với chú ấy. Chú ơi chú, ở đây có nhỏ ca sĩ trẻ mới Việt Nam qua, nó hát hay lắm, chú giúp đỡ đặt show cho nó đi, bao nhiêu cũng được. Tuyết nhớ hoài câu nói đó của Nhung và Nhung nói là em đi như vậy đi. Đến lúc em hát hay, mọi người biết rồi thì em đi bao nhiêu cũng được. Đó là sự nhiệt tình của Phi Nhung. Nhung rất vô tư, nhiệt tình và thích giúp đỡ người khác. Minh Tuyết lần đầu tiên được hát chung với Phi Nhung ở sân khấu hải ngoại, bài hát Khớp khớp con ngựa ô. 25 năm sau, chỉ có mình em đứng ở đây để hát tặng chị thôi. Em cố tình tập bài này để tặng cho Nhung ngày hôm nay. Bài hát em nhớ lúc quay phim rất nhiều kỷ niệm tại Pháp. Nhung hát với chị Như Quỳnh, bài hát được mang tên Giấc mơ cánh cò. Dù chưa bao giờ hát bài này,
nhưng em đã tập 2 ngày nay để hát tặng Nhung. Em mong rằng Nhung sẽ như cánh cọ trắng bay đến vùng trời Nhung mong muốn và hãy bay xa đi khỏi những đau khổ thị phi trong cuộc sống. Minh Tuyết xúc động đến nỗi nước mắt tuôn trào, nữ ca sĩ hát. Đến ngày ấy mới hay Nhung qua cầu, tiếng đàn tôi đứt dây. Bài hát tiễn Nhung qua cánh đồng, bài hát đã bao năm không thể quên. Nhung bình an yên nghỉ nhé, tạm biệt Nhung. Ca sĩ Quang Lê kể về kỷ niệm liên quan đến Phi Nhung khiến anh nhớ mãi. Khi bên Mỹ chỉ gặp nhau sau hậu kỳ thôi, nhưng khi Lê mới về Việt Nam thì Nhung đã giúp Lê rất nhiều. Mọi người có thể xa lánh Lê chút nào đó, riêng Nhung rất gần gũi và nâng đỡ, tạo điều kiện kết nối cho Lê nhiều lắm. Em nhớ khi chị mở nhà hàng, chị thấy em mập, chị nói thôi bữa nay ăn chay đi. Lúc đi chụp hình chị còn mua đồ ăn cho Lê nữa, mà tiền thì nhất định không lấy, em tới đây em ăn đồ chay cho mau ốm. Đã mấy tuần rồi Quang Lê chỉ theo dõi thông tin trên truyền thông, đến hôm nay Lê mới đứng đây chia sẻ và nói những lời này để cho lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hôm nay không hề là ngày vui đối với tất cả. Một bài hát Quang Lê biết chị cũng sẽ rất thích. Xin hát tặng chị nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, Ngày Buồn. Có mặt tại lễ viếng, ca sĩ Phương Loan, bà xã của nghệ sĩ Chí Tài, đã nhắn gửi lời tiễn đưa chân thành, cảm động đến người em thân thiết của mình, khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Bé Heo cho biết, vì biết cô thích heo nên mỗi lần về Mỹ, Phi Nhung đều tặng cô những chú heo bằng gỗ mun sáng bóng. Món quà tuy đơn giản nhưng khiến cô rất cảm động. Trước sự ra đi của người em thân thiết, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài tuy rất thương xót nhưng vẫn lạc quan cho hay. Phi Nhung nay đã bay về nơi an bình, không lo âu, không suy nghĩ và sẽ được ngủ nhiều như anh Tài. Chị bé heo rất thương em, nhớ hoài những món quà em gửi cho chị. Chúc em ngủ ngon và sẽ được anh Tài đàn hát bè mỗi ngày với em, thương em. Nghệ sĩ Phương Loan nhắn nhủ, cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi vào tháng 12 năm 2020. Thời điểm đó, ca sĩ Phi Nhung vô cùng buồn bã vì hai người chỉ mới đứng chung sân khấu cách đó 2 ngày. Giọng ca Bông Điên Điển đã vô cùng đau xót và khó lòng chấp nhận được sự thật. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Chí Tài Phi Nhung đã cùng nắm tay nhau, hát giấc mơ cánh cò ở một nơi xa. Phi Nhung Chí Tài là những người bạn thân thiết, phối hợp cực kỳ ăn ý trên sân khấu. Sự ra đi của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi tiếc thương và hoài niệm. Vào 8 giờ tối cùng ngày, tức 10 giờ sáng giờ Việt Nam, nghi thức tưởng niệm và đốt nến cũng đã diễn ra, kết thúc tang lễ, đưa cố nghệ sĩ Phi Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo cáo phó, lễ cầu siêu và phát tang được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày 12 tháng 10, tức 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10 tại Việt Nam. Bạn bè và người hâm mộ ở Mỹ có thể đến thăm viếng vào lúc 13 giờ đến 19 giờ 30, tức 3 giờ đến 9 giờ 30 sáng tại Việt Nam. Nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 8 giờ tức 10 giờ sáng tại Việt Nam. Wendy Phạm đại diện gia đình thông báo miễn nhận vòng hoa, mà thay vào đó sẽ ủng hộ tiền phúng viếng vào quỹ Phi Nhung và Wendy để Wendy có thể tiếp tục các chương trình thiện nguyện còn đang dang dở theo tâm nguyện của mẹ. Ngay từ sớm, đông đảo bạn bè thân thiết đều đã có mặt bên cạnh Wendy Phạm, con gái ruột Phi Nhung, để cùng đưa tiễn nữ ca sĩ về với cõi Phật. Quang cảnh trước chùa Huệ Quang, địa điểm diễn ra chương trình tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung, bầu trời rất trong xanh và đẹp. Nhiều hình ảnh lúc sinh thời của ca sĩ Phi Nhung được trưng bày trước cổng chùa, bục hoa sen được làm toàn bộ bằng hoa tươi hết sức công phu, bục hoa dùng để đặt tro cốt của nghệ sĩ Phi Nhung. Bột hoa sen do đích thân ca sĩ Trizy Phương Trinh chuẩn bị để dành tặng riêng cho người bạn thân, người đồng nghiệp đã ra đi của mình. Lễ cầu siêu diễn ra vô cùng trang nghiêm và thành kính. Sau lễ cầu siêu và phát tang là lễ viếng sẽ được diễn ra từ 1 giờ trưa đến 7 giờ 30 tối. Cuối cùng là lễ tưởng niệm và đốt nến vào lúc 8 giờ tối cùng ngày. Thưa quý vị, có mặt tại lễ tang của cố ca sĩ, không ai có thể kìm được nước mắt. Phi Nhung ra đi, khán giả yêu nhạc Việt Nam đã mất đi một tài năng thực sự. Những đứa nhỏ mất đi một người mẹ hết mực yêu thương. Những ca khúc mà cố ca sĩ để lại sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ. Xin được thắp nén hương thành kính, vĩnh biệt cố ca sĩ.